livestream giới thiệu sản phẩm hệ thống thời trang Queen Fashion giờ mới có thể ngày hôm nay được không ạ? Rồi, chị nào đang nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xin một dấu chấm nha, để em có thể là nhìn thấy các chị này trước khi bắt đầu một chương trình bán hàng ngày hôm nay chị nhá. Rồi, em chào Yến Ly này, em chào chị Hằng Huỳnh, em chào chị Thơm Hoàng nha, chào chị Ngô Văn này. Chị nào đang nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xin một dấu chấm nào. Hôm nay em khỏ xả kho áo bếp nhá. Rồi, chị Yến Ly, cái này hôm nay em bán với giá là 9.000 một áo nhá. Em bán chỉ 9.000 thôi, bán lấy tương tác nhá. Hôm nay xả toàn bộ kho với giá 9.000 luôn. Em chào chị Phương Nguyễn này, chào Thu Hương này, chào chị Còi Búng Bình này. Chị nào đang nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xin một dấu chấm đầu tiên đi ạ. Hôm nay em bán áo vest vô cùng xinh nhá. Đây áo vest này, chất liệu tuyết mưa vô cùng đẹp luôn với giá vô cùng yêu thương các chị nha. Áo vest này em có tất cả là 7 màu cho mình chọn nhá. Có tất cả là 7 màu cho mình chọn luôn. Em đang mặc là tông màu nâu tây rất là xinh này, tông màu nâu tây các chị nhá. Quá là xinh luôn, hôm nay bán chỉ 9.000 thôi ạ. 9.000 trong cái livestream của em nha. Em chào Huyền Moon này, chào các chị luôn ạ. Rồi, chị nào đã nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xin một dấu chấm đầu tiên này đi ạ. Chào chị Ngọc Nguyễn này, em chào chị Vân Anh Spa nha, chào chị Nguyễn Thu Huyên luôn. Các chị ơi, nhanh chóng một cái livestream của em nào. Hôm nay em bán cái áo vest vô cùng xinh các chị nhá. Với giá là 9.000 một cái, hai cái bán rẻ được 15.000 nha. 9k một cái này, hôm nay bán lấy may các chị nhá. 9k này, một cái chị nào bây giờ muốn mua hàng thì nhanh chóng comment đặt hàng cho em nha. Nhanh chóng comment đặt hàng cho em đi ạ. Rồi, em chào chị Phương Liên này. Các chị ơi, mình nhớ comment đi comment lại nhiều lần để tránh bị ẩn comment các chị nhá. Rồi, chào chị Dung Nhi này, chị Liên đã chia sẻ, em cảm ơn nha. Em chào Ngọc Hà này, chào Minh Văn luôn, chào Hung Còi nhá. Chị nào muốn mua cái áo vest này nhanh chóng comment cho em nào. 9k kèm màu, kèm giới hạn, kèm chia sẻ cho em nha. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân này, em có đấy Huyền Mu nhá. Chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em. Và ít nhất là 10 nhóm của chị nhá. Đây này, đó, màu cam này, 9.000 màu sữa này, 9.000 màu đỏ này, em chào chị Nguyễn Lan nha, chào chị Dung Nhi này. Rồi, 9.000 màu hồng phấn các chị yêu nhá, màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, hồng phấn này. Rồi, có cả hồng đỗ cho chị nào có tuổi này. Đó, hồng đỗ này các chị nhá. Và có cả là màu đen. Chị nào lấy thì bổ sung cho em là 9k này, kèm màu, kèm giới hạn, kèm luôn chia sẻ cho em nha. Rồi, em chào chị Mickey Vương này, chào chị Phương Cửu này. Rồi các chị ơi, nhanh chóng comment đặt hàng cho em đi ạ. 9k này kèm cái màu áo mình lấy nha, kèm số điện thoại, kèm luôn chia sẻ cho em. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai. Và ít nhất là 10 nhóm cho em để có thể chốt đơn hàng các chị yêu nhá. 9k màu hồng, chị ơi màu hồng có hai màu hồng nha, là hồng phấn với cả hồng đỗ này. Chị nào chia sẻ rồi nhanh chóng comment để chốt đơn hàng cho mình nha. Có thấy chị Như Quỳnh luôn ạ. 9k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai này, ví như là 10 nhóm cho em nhá. Rồi, bắt đầu em chốt các chị nhá, bắt đầu chốt rồi các chị đi ạ. Chị nào mà muốn đặt hàng nhanh chóng comment rồi chia sẻ cho em nhá. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em. Và ít nhất là 10 nhóm nhá. Em có thấy Như Quỳnh này các chị ơi, phải chia sẻ thì mình có cái giá này nhá. 9k một cái nhá, muốn xem cái gì một lát cho mình xem nhá. Bây giờ bắt đầu comment đặt hàng và chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em và ít nhất là 10 nhóm nhá. Ok, chị Liên này, màu sữa này, 0961 này, 703 này, 221 có đơn luôn. 9.000 màu sữa này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chỉ cần một lần trên trang cá nhân thôi ạ, và ít nhất là 10 nhóm cho em nha. Phải chia sẻ để chế độ công khai thì mới kiểm tra được các chị nhá. Rồi, nhanh chóng cho em nha. Cao ánh màu sữa có đơn chị ơi, 9.0983 này, 521 này, 003 này, 9.000 một cái thôi các chị nhá. 9.000 thôi, không bán hơn cũng không bán kém đâu ạ. Chị nào muốn lấy thì nhanh chóng nào. Kim Ngân lấy màu cam bổ sung giới hạn cho em. Chị ơi 44 cân có vừa, chị Tina nha, 44 cân có vừa. Cái này dưới 58 cân là em bao vừa đẹp luôn. Hiện tại mình có đơn màu nâu này, các chị được chọn màu thoải mái nha. 0965 này, 170 này, 251 có đơn luôn. Được chọn màu thoải mái cho em các chị nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai, ít nhất là 10 nhóm cho em nha. Yến Vi mình có đơn màu sữa chị nha, 0971 này, 231 này, 033 có đơn luôn. Rồi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em có tất cả là 7 màu cho mình chọn luôn. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân, bật chế độ công khai cho em nha. Ít nhất là 10 nhóm để có thể chốt được đơn hàng các chị nhá. Màu cam này đó, 9.000 thôi. Em chỉ bán 9.000 nha, không bán 10.000 luôn, chỉ đúng 9.000 thôi ạ. Rồi, màu hồng sữa, màu sữa này, các chị được kiểm tra hàng thoải mái luôn ạ.
được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Màu đỏ các chị nhá. Rồi có cả là màu hồng này, dưới 58 cân em bao vừa luôn. Màu hồng đỗ này và có cả là màu đen nhá. Em đang mặc là tông màu nâu rất là xinh lạ, màu nâu quá là đẹp luôn. Chỉ nghi một cái các chị nhá. Chị nào lấy nhanh chóng comment cho em là 9k này, kèm màu, kèm sơn hại, kèm chia sẻ cho em nha. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em và ít nhất là 10 nhóm cho em các chị nhá. Ít nhất là 10 nhóm để em có thể chốt được đơn hàng các chị yêu nha. Rồi chị nào muốn em chốt đơn hàng nhanh chóng nào, chia sẻ lên cho em 200 view đầu tiên đi ạ. Rồi chị Liên ơi, mình có đơn rồi chị Liên nhá. Ok chị Mộng Thường có đơn màu nâu luôn. Rồi 9.000 chị nha. 9k thôi ạ. 0983 này, 708 này, 229 có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai ít nhất là 10 nhóm cho em nha. Cát Tường màu sữa có đơn chị ơi, 9.000 thôi ạ. 0123 này, 631 này, 5320 có đơn luôn. 9.000 thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Sở mẫu định lên 200 view cho em nha. Quyết thất dần lên 200 view cho em nha. Chỉ 9.000 một cái thôi các chị nhá. Giá bán là 9k này và chỉ bán trong 10 phút đầu của livestream thôi ạ. Rồi em cho tiếp nha. Ngọc Diệp mình có đơn chị nhá, 9.000 màu nâu này. Rồi ok chị luôn, 01666 này, 731 này, 053 này. Ok chị luôn, chia sẻ nhiệt tình nào. Ok chị My Nguyễn mình có đơn chị ơi, 9.000 này, 0973 này, 107 này, 533 có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai với nhất là 10 nhóm cho em nha. Phan Tuyết mình có đơn chị nhá, 9.000 chị nha. Rồi chia sẻ tích cực lên cho em nào. 0931 này, 253 này, 001 có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các chị ơi, còn rất là nhiều luôn ạ. Rồi chia sẻ đến cho em nào. Không nói đâu. Hôm nay chỉ tặng quà cho các chị nhóm này, là tích cực chia sẻ đến cho em. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai này, ít nhất là 10 nhóm cho em nha. Ok Mai Trần mình có đơn chị ơi, Mai Trần có đơn luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai nào. Em có tất cả là 7 màu cho mình chọn. Em mặc tông màu nâu quá là xinh luôn. Chỉ 9.000 một cái thôi các chị yêu nha. 9.000 một cái ạ. 9k màu cam này, 9k màu sữa này, rồi 9k màu đỏ này, 9k màu hồng phấn này, màu hồng đỗ này. Và em có cả là màu đen nhá. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai ít nhất là 10 nhóm cho em nhá. Rồi chị nào lấy thì nhanh chóng comment rồi đặt hàng cho em nha. Giá là 9k một cái các chị yêu nha. Rồi các chị ơi nhanh chóng nào chia sẻ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Số máy hết lên 300 view cho em, Queen Hudson lên 300 view cho em nhá. Bây giờ cho em bán hàng một chút các chị nhá. Rồi ok, bán hàng một chút được không ạ? Cái áo này hôm nay bán với giá là 160.000 nhá. Từ 250 giảm còn 160.000, mã là H1 cho em nhá. H1 giá là 160.000 ạ. Rồi em chào Duyên Phạm này các chị ơi, nếu mà không lên người xem thì em bán hàng các chị nhá. Mã của cái áo vest này là H1 giá là từ 250 giảm còn 160.000 nhá. H1 màu hồng màu cam này ạ, 160.000 mà em chỉ bán trong livestream này thôi. Chị nào lấy thì bổ sung thêm là H1 đi ạ. Chị nào lấy thì bổ sung mã là H1 cho em nhá. H1 màu cam này, H1 màu sữa này, 9.000 một cái chị nhá. H1 màu đỏ này, màu hồng phấn này, màu hồng đỗ này. Và em có cả là màu đen nha. Mã là H1 cho em đi ạ, giá là 160.000 các chị nhá. Tại vì không lên được xem nên không bán 9k nữa ạ. Chị nào lấy thì bổ sung mã là H1 này, kèm màu, kèm dối hoài, kèm để chuyển hàng cho em. Giá là 160.000 nha. Từ 250 giảm còn 160.000 nhá. Chị nào lấy thì bổ sung mã là H1 này, kèm màu, kèm dối hoài, kèm luôn để chuyển hàng cho em. Chị nào chốt trong livestream thì được 160.000 một cái nhá. Mã là H1 chị ạ. Dưới 58 cân là em bao vừa nha. Em đang mặc là tông màu nâu quá là xinh luôn ạ. H1 màu cam này, rồi H1 màu sữa này, H1 màu đỏ này, hồng phấn ạ, 160.000 chị nhá. Rồi màu hồng đỗ này và có cả là màu đen nha. Em thử màu đỏ các chị xem nhá. Rồi chị nào lấy bổ sung mã là H1 này, kèm màu, kèm dối hại, kèm để chuyển hàng cho em nha. Rồi ok chị ơi, áo chất liệu là vải tuyết mưa chị nhá. Chất liệu vải tuyết mưa cực kỳ xinh luôn. Để em dơ gần cho mình xem nha. Em đang mặc tông màu đỏ các chị yêu nhá. Chất liệu vải tuyết mưa này, chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn ạ. Đây chị nhá. Mã là H1 cho em nha. H1 này chất liệu vải tuyết mưa chị nha. Rồi rất là xinh luôn. Có túi hai bên nhá. Dưới 58 cân đổ về em bao vừa. Mã là H1 cho em nha.
Ok chị Lực Khánh Duy chốt hàng cho mình luôn ạ. Chị nào lấy thì bổ sung mã là H1 này, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm luôn địa chỉ hàng cho em nhé. Em mặc tông màu đỏ các chị ơi, mã là H1 cho em nha, giá là 160.000 nhá. Từ 250 giảm còn 160.000 ạ. Mã là H1 cho em nha. Ok chị Hà Lê Thùy lấy H1 màu đỏ chất hàng cho mình luôn. Chị ơi 160.000 một cái nha. Và được kiểm tra hàng thoải mái luôn chị My Trang Trần nhá. 160.000 một cái mặc tông màu đỏ này. Mình được kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Cái này không có cúc chị ơi, mình có thể đơm cho em một cái cúc được không ạ? Rồi cái này nếu chị nào thích mặc cúc thì đơm một cái cúc hoặc mua một cái khuy vào với em nhá. Tại vì bên thiết kế lông khác ở bên ngoài này có túi hai bên giá là 160.000 nha. Xỉ lý búc cho em chị Hoàng Thị Loan nhá. 160.000 mã là H1 chị ạ. Chị nào lấy thì bổ sung mã là H1 kèm màu kèm số điện thoại để chị hàng cho em. Em đang mặc là tông màu đỏ rất là xinh nha. Chị nào lấy thì nhanh chóng bổ sung cho em đi ạ. Phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành các tỉnh là 30.000 nha. Chị ơi không nhăn nhá, vải tuyết mưa không nhăn đâu ạ. Rồi thoải mái cho em nha, mặc rất là xinh luôn. Em mặc tông màu đỏ nha, chất liệu vải tuyết mưa không nhăn đâu ạ. Mã là H1 giá là 160.000 nha. Ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành các tỉnh là 30.000 cho em đi ạ. Ok 160.000 chị ơi, 160.000 nha. Đây này, thiết kế cổ vest quá là xinh luôn. 160.000 nha. Rồi ok chị Vi Vân vừa nãy mặc là màu nâu chị nhá. Mình bổ sung cho em nào. Chữ H với số 1 màu nâu này, số điện thoại và địa chỉ hàng luôn cho em nha. Ok chị Hà Thúy Lê màu đỏ chốt hàng cho mình rồi ạ. Chị nào chưa có địa chỉ thì bổ sung địa chỉ cho em nha. Chị nào muốn mua xỉ thì inbox cho em nha. Em thử sang tông màu cam cho các chị xem nhá. Mã là H1 này giá là 160.000 ạ. Rồi đây chị nhá, màu cam này, H1 màu cam này quá là xinh luôn. Chị nào lấy màu cam thì bổ sung cho em mã là H1 nha. Thiết kế túi hai bên vô cùng xinh này. Em có màu đen chị Hà Nam cũng nha, em có cả màu đen nhá. Rồi chị nào lấy bổ sung màu cho em nào, H1 hồng đỗ này, H1 màu đen đi ạ. Và có cả là màu nâu nha. 160.000 một cái các chị nhá. Từ 250 giảm còn 160.000. Và em chỉ chốt trong cái live stream này thôi ạ. 65kg mình không vừa chị ơi, cái này dưới 58kg vừa rồi ạ. Mã là H1 cho em giá là 160.000 nha. Chị nào chưa có mã thì bổ sung mã cho em nào. Bạch Thu Hà chốt hàng cho mình luôn. Chị Uyển Nhi lấy màu đen mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha. H1 màu sữa này, H1 hồng phấn này, hồng đỗ này. 60kg không vừa rồi chị ơi, cái này dưới 58kg ạ. Màu đen đây chị nhá. Và em có cả là màu nâu đây, em mặc là tông màu cam này. Chị nào lấy màu cam thì bổ sung cho em là H1 kèm màu cam nha. Giá là 160.000 các chị nha, màu cam này rất là xinh luôn. Chất liệu vải tuyết mưa chuẩn từng đường kim mũi chỉ ạ. 45 cân ok, Vi Vân bổ sung lại mã là H1 cho em nha. Áo vest là 160.000 chị Minh Anh nhá, 160.000 luôn. Mở quá chả nhìn thấy gì. Rồi chị lấy bổ sung mã là H1 này kèm màu kèm số điện thoại kèm luôn địa chỉ hàng cho em nha. Chị Uyên Nhi ơi, ok chị bổ sung luôn địa chỉ cho em nhá. Chị nào chưa có địa chỉ thì mình bổ sung địa chỉ cho em nha. Mã là H1 giá là 160.000, chất liệu vải tuyết mưa vô cùng xinh các chị nha. Không nhăn bao đẹp, được mở hàng ra kiểm tra thoải mái luôn. 68 cân không vừa chị ơi, cái này dưới 58kg thôi ạ. Em mặc sang màu đen các chị xem nha. Rồi cái màu đen rất là dễ mặc này. Đó, mã là H1 cho em nha. Rồi có túi hai bên này. Cái màu đen thì rất là dễ phối đồ rồi. Mình mặc bên trong áo màu gì cũng rất là xinh các chị nhá. Nhà em không có xếp váy chị ơi. Ok chị Hana Vũ lấy H1 màu đen chốt hàng cho mình luôn. Ok chị Xuyên Trung bổ sung mình bổ sung số hàng để chị hàng cho em nha. Em mặc là H1 màu đen này đó, rất là xinh các chị nhá. Rất là dễ phối đồ luôn. Cái màu đen này chị nào sợ béo mặc màu đen cho em nha. Giá là 160.000 dưới 58 cân em bao vừa đẹp luôn. Chất liệu là vải tuyết mưa không nhăn này, chuẩn từng đường kim mũi chỉ nhá. Rất là xinh các chị nha. Rồi chị lấy thì bổ sung mã là H1 cho em nhá. Bây giờ mặc sang hồng phấn cho mình xem nha. Không chị ơi, áo trong em bán là 130.000, chân váy là 150, mã là mã khác nha. Chị nào lấy áo vest thì bổ sung mã là H1 cho em nào. Ok Vi Vân chốt hàng cho mình nhá. Chị ơi cái này dưới 58 cân là em vừa thôi ạ. Còn trên 58 cân em sợ hơi bị chật các chị yêu nha. Rồi mặc sang hồng phấn các chị xem nha. Chất liệu vải tuyết mưa này chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn. Minh Anh mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha. Đây màu hồng phấn đây các chị nhá, hồng phấn này rất là nhẹ nhàng luôn, chất liệu thì đẹp khỏi chê ạ. Màu hồng phấn đấy các chị nhá. Từ 250 giảm còn 160.000 này. Ok chị Nguyễn Nhung, để em một lát em mặc lại màu vàng nhá. Đây mặc màu hồng đây ạ. 160.000 mã là H1 cho em, có tất cả là 7 màu luôn ạ, có cả màu đỏ nha. Rồi chị Minh Anh ơi, mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha.
Hàng nhà em sẵn nhá, các chị ơi, bổ sung địa chỉ là bên sẽ gọi điện xác nhận và gửi đi luôn nha. Hàng nhà lúc nào cũng sẵn luôn ạ. Màu hồng các chị nhá, hồng phấn rất nhẹ nhàng thế này. Mã là H1 cho em nha. Rồi chị Bạch Thu Hà chốt hàng cho mình rồi ạ. Chị nào chưa có địa chỉ bổ sung địa chỉ cho em nhá. Em mặc lại tông màu nâu để cho các chị xem nha. Tông màu nâu này rất là xinh đấy ạ. Mã là H1 cho em. Chất liệu vải tuyết mưa chuẩn từng đường kim mũi chỉ này. Rồi chị Nhung ơi, mình lấy màu vàng bổ sung cho em H1 màu nâu đi ạ. Đây là màu nâu chị nha. Nâu này rất là tây luôn. Đó, màu nâu này. Ok chị Minh Anh, em cảm ơn nhá. Rồi H1 này. Rồi ok, 40 cân nên mặc màu gì? Chị ơi, nếu mình hơi gầy thì mặc cho em tông màu sữa này. Tông màu sữa chị nha, nó sẽ béo hơn. Chị ơi có túi nhá. Phải tùy vào màu da của mình nhá chị nha, phải tùy vào màu da của mình nhá, màu sữa rất xinh luôn. Em mặc là H1 màu nâu này, cái màu này bên bán rất là chạy nha, cái màu nâu tây rất là sang ạ. Nâu tây mặc lên tông da cực kỳ luôn. Chị Mai Hồng Thủy lấy màu đen thì bổ sung mã là H1 cho em nhá. Rồi giá là 160.000 và em chỉ chốt trong livestream thôi. Có túi với chị Huyền Phạm nha. Túi trong thì không có ạ, không có túi trong, chỉ có túi hai bên thôi ạ. Đó, rất là xinh luôn các chị ơi này. Form chất này chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn. Và các chị được mở hàng ra kiểm tra thoải mái nha. Rồi em không có, chưa có size đấy chị Hoàng Minh Thao nhá. Chị Hồng Chuyên Đỗ ơi, giá là 160.000 ạ. 160.000, mã là H1 cho em nha. Phải bổ sung màu cho em nha. Không bị nhăn này các chị ơi, và không ra màu nữa nhá. Mình có thể kiểm tra hàng thoải mái luôn. Bên bao giá bao chất này từ 250 giảm còn 160.000 ạ. 160.000 các chị nha. Chị nào lấy thì bổ sung mã là H1 cho em nhá. 60kg mình cao 1m bao nhiêu chị ơi? Bao nhiêu vậy bạn ơi? Chị ơi 160.000 một cái ạ. Từ 250 giảm còn 160.000 nha. Có cả màu đỏ nhá. 160.000 này chị nào lấy bổ sung cho em nha. Là mã H1 được không ạ? Em nhớ mét 60 cân mà mình gọn người vẫn vừa chị nha. Chất liệu là vải tuyết mưa ạ. Từ 250 giảm của 160.000 này. Chất liệu vải tuyết mưa chuẩn từng đường kim mũi chỉ các chị nha. Thiết kế túi hai bên nhá. Mình được mở hàng ra kiểm tra thoải mái này. Bên cam kết không bay xù, không ra màu các chị nha. Ok chị Mai Chi Nguyễn chốt hàng cho mình nâu tây luôn. H1 màu sữa này. Chị ơi chất liệu là vải tuyết mưa chị Lệ Diễm nha. 53kg có vừa chị Huyền Phạm ơi. Chị Lệ Quyên ơi, mình lấy màu nào chị? Có nhiều màu này, màu cam này. Chị Hana Vũ chốt hàng cho mình rồi nha. Màu đen nha. Chị nào chưa có địa chỉ bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Mai Hồng Thủy chị ơi, mình có vừa nhá. Chị Trang Nhung ơi, mình bổ sung cho em mã là H1 đi ạ. Em có hai màu hồng nha, hồng phấn này và có cả là hồng đỗ nhá, màu đỏ này. Em mặc sang hồng đỗ cho mình xem nha. Em ốm quá em không nói được. Chị ơi hàng nhà em free size dưới 58kg vừa nha. Hoa Ly chốt hàng mình luôn, bổ sung địa chỉ cho em nhá. Mã là H1, giá là 160.000 này. 160.000 ạ. Mình được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Từ 250 em giảm còn 160 nha. Em mặc sang hồng đỗ này cho chị nào mình có tuổi một chút nhá. Chị kẹo mút cam ơi, mình lấy màu gì? Mình lấy màu cam ạ. Chị ơi lấy cái này bổ sung mã là H1 cho em nha. Giá là 160.000 ạ. 160.000 này. Em mặc hồng đỗ này cho chị nào có tuổi một chút. Chất liệu vải tuyết mưa rất là chuẩn form luôn. Đằng sau như này chị nhá. Mình có thể kết hợp với chân váy xòe này. Đó. Chân váy bút chì này hoặc là quần baggy đi làm đi chơi được rất thoải mái luôn. Chị Huyền Phạm lấy màu nâu bổ sung số điện thoại để chỉ hàng cho em nha. Chị ơi em có màu sữa nhá, không có màu trắng tại vì áo vest màu trắng nhìn nó không đẹp đâu ạ. Áo vest nó trơn cả màu trắng thì không đẹp đâu nhá. Em có màu sữa này. Đó. Dưới 58 cân là em bao vừa nha. Giá là 160.000 ạ. Hải Yến em chốt hàng cho mình bổ sung địa chỉ cho em. Chị nào đang xem livestream muốn mua nhanh chóng chốt cho em đi ạ. 160.000 bây giờ em thay sang màu sữa chị xem nha. Màu khi nãy em mặc là màu gì nhỉ? Màu nâu. Màu nãy em mặc là màu nâu tây chị nhá. Mình lấy thì bổ sung cho em H1 màu nâu đi ạ. Màu sữa đây, từ từ em giơ lại màu mình xem nha. Huyền Phạm ơi chị lấy cái gì bổ sung mã cho em nào? Rồi H1 màu sữa các chị ơi, 160.000 rất là xinh nha. Có túi hai bên này. Chị Ngân Nguyễn ơi, đây là màu sữa chị ạ, không phải màu trắng đâu ạ. Bổ sung mã là H1 cho em đi. Cái màu sữa này rất là dễ mặc luôn. Em giơ lại màu nhá. Rồi
Rồi em mặc là H1 màu sữa này. Ok chị Minh Phan, bổ sung giới hạn để chuyển hàng cho em nha. Mai Vũ mà chốt hàng cho mình luôn. Ship in Bái là 30.000 chị ơi. Rồi chị Trang Nhung mình bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Giá là 160.000 nhá, H1 hồng đỗ này. Chị ơi, ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành và các tỉnh là 30.000 nha. Chị Ngân Nguyễn ơi, em chỉ có màu sữa là em đang mặc thôi, em không có màu trắng nhá. Màu hồng đỗ này. H1 màu nâu này, đó, màu nâu rất là xinh luôn. Cái màu này rất là tôn da, màu nâu ạ. H1 màu cam này. Màu đen ạ. Hồng phấn này. Và có cả là màu đỏ nha, em mặc lại màu đỏ nhá. 160.000 ạ. Chị nào lấy bổ sung cho em nha. Dưới 58 cân em bao vừa. Chị ơi, Minh Phan mình bổ sung xuống hạn để chuyển hàng cho em nào. Ship nội thành Hà Nội là 20.000 này, ngoại thành có tỉnh là 30.000 cho em nha. Và được mở hàng ra kiểm tra thoải mái cho em nhá. Ok chị Nguyễn Nhung chốt hàng cho mình rồi ạ. Mình bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Rồi màu đỏ các chị nhá. Chị nào da trắng một chút thì mình chọn màu đỏ cho em, rất là tây luôn. Chất liệu vải tuyết mưa chuẩn form cực kỳ ạ. H1 màu đỏ này. Rất đẹp các chị nhá. Mình có, chị nào thích thì có thể mua được cái khuy cài này, hoặc là một cái đầm, cái cúc ở đây cũng rất là ok nha. H1 màu đỏ đấy ạ, 160.000. Rồi chị nào lấy áo vest thì bổ sung mã là H1 cho em nha. Rồi ok. Chị Thu Hà là cái màu nâu thì bổ sung cho em là H1 màu nâu đi ạ. Chị Nguyễn Thị Trung ơi, chất liệu vải tuyết mưa chị nhá. Chất liệu vải tuyết mưa không nhăn đâu ạ. Mưa. Rồi chị lấy bổ sung mã là H1 cho em đi ạ. Chị Thu Hạ ơi, mình lấy cái màu nào mình bổ sung mã là H1 cho em nha. Từ 250 em giảm còn 160.000. Và em chỉ bán trong livestream thôi. Chị Hồng Chuyên Đỗ ơi, mình bổ sung số điện thoại để chỉ hàng cho em nhé. Chị Ngô Tuấn ơi, giá là 160.000 ạ. 160.000, từ 250 em giảm còn 160.000 nha. Mã là H1 cho em đi ạ. 160.000 nhá. H1 màu sữa này, đó. Hồng phấn ạ. Màu đen ạ. Màu cam ạ. Có được kiểm tra hàng thoải mái chị ơi, màu nâu này. Và có hồng đỗ nha. Chị Ngọc Thúy Trần nhá, mình có được kiểm tra hàng ạ. Bây giờ em qua mẫu với chị nhá. Em qua một cái mẫu nữa này. Còn một cái set len nha. Đây, một set len như này nhá. Đó. Một cái set len nha. Rồi chị ở lấy áo vest thì bổ sung H1 cho em nha. Chị ơi, mét 54 58 kg bị chật rồi chị Quỳnh Anh nhá. Chị ở lấy bổ sung mã là H1 cho em, em thay thành cái set mới nhá. Chị ở lấy áo vest thì bổ sung mã là H1 cho em đi ạ. Qua một cái set mới các chị ạ. Chị Lục Bình ơi, mình bổ sung mã là H1 cho em đi ạ. Rồi chị Nguyễn Thị Trung ơi, đấy đợi em một lát nhé, hồi nãy em có được màu cam rồi. Mình lấy màu cam thì bổ sung cho em H1 nha. Rồi em qua một cái set mới rồi các chị yêu nha. Cái này mã là set 11 cho em, giá là 230.000 nhá. 230.000 ạ. Vét 160.000 chị móc mail nhá. Bảo Châu chốt hàng cho mình luôn. Thiên Thần Tuyết chốt hàng cho mình ạ. Rồi chị Trà An ơi, áo vét là 160.000 nha. 50kg mình có vừa chị Hồng Chuyên Đỗ nhá. Em đang mặc xong cái set mới rồi ạ. Đó. Các chị ơi, cái này mã là set 11 nha. Giá là 230.000. 230.000 em có 4 màu này. Bao gồm cái váy body, một áo len nha, màu xanh này. Em tách ra cho các chị xem. Một cái váy body này và một cái áo len như này nha. 230.000 mã là set 11 cho em nhá. Chị nào chưa có mã thì bổ sung mã cho em đi nào. Chị Bảo Châu mình bổ sung địa chỉ cho em nha. Đây em mặc vào màu nâu này. Mã là set 11 cho em. Kiểu nó là một cái váy body này, một cái áo len như này nhá.
Một set là 230.000 dưới 58kg em bao vừa luôn. Mã là set 11 cho em nha. Set 11 màu xanh này, màu sữa này, và em có cả là màu đen nhá. Chị nào lấy cái set này thì bổ sung là set 11 cho em. Đằng sau xẻ như thế này các chị nha. Đó, chị Mai Ca mình lấy set 11 màu xanh thì bổ sung cho em chữ set 11 kèm số điện thoại để chuyển hàng nha. Ok, mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha. Chị Thúy Ngọc Trần lấy hồng phấn và áo len trắng em mặc luôn thì rồi. Ok chị Trần Ngọc Thúy, cái áo em trắng em mặc bên trong mã là H2 chị nhá. H2 giá là 130.000 đó ạ. Và bên sẽ cho mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Mở hàng ra nếu mà không đúng mẫu mã mình đặt thì mình không nhận hàng đúng không ạ? Rồi, chị lấy cái set em mặc thì bổ sung là set 11 cho em nha. Bao gồm cái váy len body và cái áo như này nhá. Giá là 230.000. Ok, chị Mai Ca lấy màu xanh chốt hàng cho mình luôn ạ. Em đang mặc là tông màu nâu nâu rất là tô da chị nha. 230.000 ạ. Bao gồm cái váy body này, cái áo bên ngoài cổ thuyền nhá. Có thể không mặc lệch vai cho em này. Nếu không mặc lệch vai cũng rất là ok các chị nha. Hoặc là mình có thể mặc trễ vai cho em cũng được này. Đó, trễ vai cũng được này. Hoặc là mình lệch một bên vai cũng được các chị nhá. À, chị Dung Lê lấy màu nâu mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha. Hôm nay em mệt quá. À, rồi chị Hồng Chuyên đỗ chốt hàng cho mình luôn ạ. Ok chị Bảo Châu em cảm ơn nhá. Chị Dung Lê ơi, mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha. Sách 11 màu nâu này các chị ơi, 230.000 nha. Đó, một cái váy dây này đây, rất là xinh luôn. Dưới 58 cân em bao vừa đẹp cho mình luôn. Có tất cả là 4 màu cho mình chọn nha. Chị nào lấy áo vest thì bổ sung mã là H1 cho em nhá. Áo vest đây ạ. Giá là 160.000 nha. H1 màu hồng đỗ này. Lấy thêm áo khoác vest chị ơi, mình lấy cái gì ạ? Chị ơi, hàng bên là hàng free size nha. Dưới 58kg em bao vừa luôn. Chị nào đặt hàng rồi một lát nữa bên sẽ gọi điện tư vấn nhá. Bên sẽ có người gọi điện tư vấn này. Nên các chị yên tâm ạ. Nếu mình vừa thì bên sẽ gửi hàng đi cho mình nha. Rồi ok chị Mai Ca em hiểu rồi ạ. Các chị nào đặt hàng rồi nhớ để điện thoại cho em nhá. H1 hồng đỗ chị ơi, 160 ạ. H1 màu nâu này. H1 màu cam ạ. H1 màu đen này. H1 màu hồng phấn và có cả là màu sữa nha. Em có cả tông màu đỏ nhá, giá là 160.000. Chị nào lấy cái set em mặc thì bổ sung là set 11 cho em ạ. 230.000 bao gồm cái váy một áo len nha. Rồi chị Dung Lê màu xanh chất hàng cho mình bổ sung địa chỉ hàng cho em nhá. Giá là 160.000 các chị ơi. Một set của nó như này đấy ạ. Đó, bao gồm cái váy body của cáo rất là xinh nha. Mình có thể mặc tách set cho em là mặc riêng một cái váy này thôi cũng được. Hoặc là mình mặc một cái áo này, một cái quần hoặc cái chân váy khác nó rất là ok nha. Ok, chị Thúy Ngọc Trần em cảm ơn ạ. Mình bổ sung luôn địa chỉ cho em nhá. Chị nào đang xem livestream đặt hàng mà chưa cho em địa chỉ, nhanh chóng bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Chị ơi, H1 60kg mà nếu mình gọn người mình cao tầm trên 1m6 mình vẫn vừa chị nha. Rồi thử cam lại mình xem nhé. Gửi hai sản phẩm cùng nhé. Ok, chị Dung Lê chốt hàng cho mình luôn. Chị ơi, cái này em sơ lên cho mình xem nha. Tại vì em đang mặc cái set này, khoác cái áo vest nó không hợp ạ. Áo vest đây chị nhá, H1 cho em nào. Rồi cái này em đang mặc cái này, khoác áo vest nó không hợp ạ. Vừa nãy em có mặc màu cam rồi. Mình lấy áo vest thì mình bổ sung cho em là H1 màu cam nhá. 160.000 dưới 58 cân em bao vừa. Chị nào lấy set em mặc thì bổ sung là set 11 nha. 230.000 ạ. Đó, rất là xinh luôn. Rồi chị lấy bổ sung mã màu phấn hại để chuyển hàng cho em nha. Rồi các chị ơi, 2 phút nữa cho em kết thúc livestream ở đây nha. Chị nào mà muốn đặt hàng nhanh chóng comment đến chốt đặt hàng cho các chị nhá. Chị nào chưa có địa chỉ thì bổ sung luôn địa chỉ cho em. Và muốn đặt hàng thì nhanh chóng nhá. À, rồi ok chị Thanh Kim Ngọc. Em có cái đầm này ạ. Nên xuống. Chị có cái kiểu phè thôi chị nhá. Đây này, đó. Mã là V851 cho em. À, chị Tình Kiều ơi, cái set em mặc là 230.000 nha. 230.000 ạ. Còn cái này này, cái
60 kg, chị Bé Hiền ơi, mình cao 1m bao nhiêu ạ? Cái váy cái đầm xòe này giá là 250 nha. Mã là V851 cho em, V851 màu sữa này, V851 màu đen này, V851 màu xanh này. 250.000 ạ. Vâng, nếu như không có chị nào thắc mắc gì nữa này thì cho em được kết thúc cái live stream ở đây nha. Em xin hẹn các chị vào cái live stream buổi tiếp theo của em nhé. Rồi em xin cảm ơn và tạm biệt các chị ạ.